Không chỉ là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông còn tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm trên tuyến giao thông, góp phần gìn giữ ổn định trật tự xã hội. Tối ngày 11 tháng 12 năm 2022, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Chư Né, huyện Crong Búc, tỉnh Đắk Lắk, trạm cảnh sát giao thông Crong Búc, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một xe ô tô có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện trong xe có chứa 22 kg cần sa và 300 hạt giống cây cần sa. Tiếp tục phối hợp đấu tranh lấy lời khai, đơn vị phát hiện thêm một xe ô tô khách vận chuyển 12 kg cây cần sa khô. Qua kiểm tra, tài xế có nhiều biểu hiện nghi vấn, sợ sệt, tìm cách trốn tránh, che giấu hàng hóa bên trong. Vì vậy, tổ công tác của chúng tôi là tiến hành kiểm tra chặt chẽ bên trong thì phát hiện 3 bao tải. Qua làm việc ban đầu thì tài xế khai nhận là chở cần sa. Khi đến kỳ thu hoạch thì các đối tượng ở Đắk Nông đã di chuyển đến Gia Lai để thu cần sa, sau đó là đóng gói chuyển bán qua hai đường. Đường thứ nhất là gửi qua xe vận tải hành khách chuyển đến các đối tượng ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác. Thứ hai là đối tượng trực tiếp đưa số cần sa về Buôn Thuật cũng như về Đắk Nông để mà tiêu thụ. Từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện xử lý 86 vụ việc vi phạm pháp luật với 86 đối tượng liên quan, trong đó có 2 đối tượng bị truy nã. Hàng ngàn lít xăng dầu cùng nhiều cá thể động vật hoang dã, thuốc lá, v.v. không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc bị thu giữ. Dự báo gần Tết Nguyên đán, tình hình hoạt động của tội phạm trên các tuyến quốc lộ sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Chúng tôi phải bố trí lực lượng phân luồng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đồng thời thì chúng tôi cũng phải triển khai các cái biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình để phòng ngừa, phát hiện và xử lý đối với các loại tội phạm. Thời gian này, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với các cơ quan ban ngành tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, tăng cường sự tham gia phòng chống tố giác tội phạm của người dân để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.